Thời gian qua, Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư đã đem tới cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, cả hai siêu phẩm trên đều đã kết thúc. Chính vì thế, bây giờ là lúc các cư dân mạng sẽ lại phải tiếp tục với công cuộc hóng phim. Và với nhiều người, có lẽ ba bộ phim dưới đây là những cái tên đáng được mong chờ hơn cả. Thứ nhất, Giữ Phượng Hành. Giữ Phượng Hành là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương. Tác phẩm này có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly, nữ tướng quân ma giới. Cô bị buộc phải kết hôn với một người đàn ông mình không yêu và để thoát khỏi chuyện này, Thẩm Ly đã bỏ trốn xuống trần gian. Trên đường, Thẩm Ly bị trọng thương và gặp nạn nhưng may mắn được Hành Vân giúp đỡ. Dần ra, Thẩm Ly đem lòng yêu Hành Vân mà không biết rằng đây chính là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ. Vị thần quân cao cao tại thượng đã ban mối hôn sự hoang đường cho cô. Hồi tháng 6 thì trailer phim đã được tung ra, tuy nhiên cho tới hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào về thời điểm tác phẩm lên sóng. Thứ hai, Ninh An Như Mộng. Nhắc đến những dự án được khán giả chờ đợi nhất vào lúc này, dĩ nhiên sẽ là một thiếu sót nếu bỏ qua Ninh An Như Mộng. Đây là một bộ phim được đầu tư trọng điểm có sự tham gia của nữ minh tinh Bạch Lộc và mỹ nam đình đám Trương Lăng Hách. Nội dung của Ninh An Như Mộng kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của nữ chính Khương Tuyết Ninh. Cô từng hao phí biết bao tâm huyết mới có thể leo lên vị trí hoàng hậu. Thế nhưng đến cuối cùng, Khương Tuyết Ninh lại phải tự sát trong cung biến. May mắn thay, Khương Tuyết Ninh có cơ hội sống lại một lần nữa. Từng trải qua quá nhiều chuyện, giờ đây cô chỉ muốn rời xa tranh chấp quyền lực. Tuy nhiên thì định mệnh không buông tha cho Khương Tuyết Ninh khi cô tiếp tục bị cuốn vào những biến cố, đồng thời có mối quan hệ phức tạp với ba người đàn ông, Tiểu Hầu Gia Yến Lâm, Trương Già và Tạ Nguy. Vốn dĩ Ninh An Như Mộng dự định lên sóng vào ngày 19 tháng 5, thế nhưng chỉ khoảng 2 tiếng trước giờ phát sóng, bộ phim đã bị hoãn chiếu khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Hy vọng rằng trong thời gian tới các fan sẽ nhận được tin vui bất ngờ. Thứ ba, Vân Chi Vũ. Cái tên cuối cùng trong danh sách là Vân Chi Vũ. Bộ phim này thuộc thể loại kiếm hiệp với hai nhân vật chính là Cung Tử Vũ do Trương Lăng Hách thủ vai và Vân Vi Sam do Ngô Thư Hân đóng. Cung Tử Vũ sinh ra trong một thế giới lớn và vốn là cậu thiếu gia lông bông. Tuy nhiên biến cố ập đến khiến chàng mất đi phụ thân. Điều đó buộc Cung Tử Vũ phải đứng ra leo lái cung môn trong bối cảnh xung quanh anh là nguy cơ trùng trùng. Về phần Vân Vi Sam, cô bị bắt cóc từ nhỏ và được huấn luyện trở thành một mật thám. Vân Vi Sam bị cử đi mai phục bên cạnh Cung Tử Vũ. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện, cô lại đem lòng yêu người đàn ông này. Nói thêm về hai diễn viên chính của Vân Chi Vũ, cả Trương Lăng Hách lẫn Ngô Thư Hân đều là những cái tên đáng chú ý tại màn ảnh hoa ngữ thời điểm hiện tại. Trương Lăng Hách từng rất được yêu thích với vai Trường Hành Tiên Quân trong Thương Lan Quyết. Theo đánh giá của nhiều khán giả, nam diễn viên sở hữu ngoại hình sáng và đặc biệt phù hợp với các tạo hình của chàng. Trong khi đó thì Ngô Thư Hân lại được biết đến như là mỹ nhân dẹo nhất nhì showbiz, nữ diễn viên sinh năm 1995 gắn liền với hình tượng bánh bèo cùng hàng loạt biểu cảm hết sức đáng yêu. Các nhân vật cô từng đảm nhận thường có màu sắc tương đồng, đó là tính cách ngây thơ, lương thiện và luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Tuy nhiên với vai Vân Vi Sam trong Vân Chi Vũ, khán giả chắc chắn sẽ được thấy một Ngô Thư Hân rất khác, bởi lẽ nhân vật này mang khí chất lạnh lùng và có diễn biến tâm lý phức tạp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.